Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Không phải bây giờ mà vài năm trước cũng đã bắt đầu có những luồng thông tin về việc uống nước chữa bệnh, đặc biệt là uống nước kiềm. Nhưng liệu có thực sự chữa bệnh được hay không, hay lại nguy hiểm đến tính mạng, tất cả sẽ có trong video sau đây. Trước tiên là thông tin về việc uống nước để chữa bệnh, nhiều người đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Theo thông tin trên báo chí phản ánh, thì thời gian vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận các ca bệnh ngộ độc, thậm chí khó thở, hôn mê, bất tỉnh do uống loại nước được truyền bá có khả năng chữa bệnh. Trong đó có trường hợp của bệnh nhân 60 tuổi trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng mệt lả, chân tay bùn rùn, nôn mửa nhiều ngày không dứt, nôn ra dịch dạ dày, dịch mật. Thời điểm nhập viện, người bệnh được chuyển tuyến vào trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai với chẩn đoán ngộ độc nước kiềm, nhiễm kiềm chuyển hóa hạ kali. Qua thăm khám và xét nghiệm máu của bệnh nhân này cho thấy rõ các chỉ số bất thường. Kali 2,64 mmol trên lít hạ dưới mức cho phép máu nhiễm kiềm chuyển hóa theo lời kể của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân Do có nhiều bệnh lý dạ dày, tá tràng, đại tràng, u tuyến giáp, tê bì tay chân nên khi nghe người làng truyền tay nhau về một địa chỉ uống một loại nước chữa bách bệnh ở ngay trong khu vực thì người bệnh cũng đã tìm đến và xin được chữa trị. Tuy nhiên chỉ sau chưa đầy 5 ngày uống nước và nhịn ăn, bệnh nhân này đã không thể đứng vững, bắt đầu nôn liên tục phải nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân này chia sẻ về phác đồ điều trị như sau: không khám mà chỉ hỏi về tình trạng bệnh và được hướng dẫn chữa trị bằng cách hàng ngày uống nước được lấy từ máy lọc, có thể pha thêm một chút muối cho dễ uống và không ăn gì, ngày uống tối thiểu khoảng 5 đến 6 lít nước trong khoảng từ 10 đến 15 ngày. Thời điểm người bệnh này tham gia điều trị có khoảng 10 người, chủ yếu là người trong làng. Tại đây, tất cả người bệnh đều không mất chi phí, uống nước thoải mái từ máy lọc nước, loại máy Nhật bãi, tức là nhập khẩu máy cũ từ Nhật Bản, nếu có nhu cầu mua chủ nhà sẽ bán. Trước đó thì bệnh viện Bạch Mai cũng từng tiếp nhận chùm ca bệnh cũng dùng cách uống một loại nước được giới thiệu là nước kiềm để chữa bệnh. Tất cả ba bệnh nhân này bị suy thận đang phải chạy thận nhân tạo chu kỳ ở bệnh viện Đa khoa Lai Châu. Được giới thiệu nên tự ngừng chạy thận xuống thanh oai uống một loại nước này với cách thức cũng không khác so với bệnh nhân ở Sóc Sơn đã được nói đến ở phần trên. Với công thức, ngày uống 6 lít nước, nhịn ăn hoàn toàn trong vòng từ 15 đến 20 ngày. Tuy nhiên, khi các bệnh nhân này chỉ uống khoảng 2 đến 3 ngày thì đã bắt đầu xuất hiện tình trạng khó thở, hôn mê, phải đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bệnh nhân bị rối loạn ý thức, suy hô hấp, tổn thương cơ tim nặng, phù phổi cấp do biến chứng quá tải dịch trên nền của suy thận mạn và được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu cấp cứu ngay khi tiếp nhận. Điều đáng nói, kết quả xét nghiệm lượng ure, kali và creatinine trong máu tăng rất cao. Ure gấp 3 lần bình thường, creatinin gấp từ 10 đến 15 lần bình thường. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc uống quá nhiều nước bình thường như nước lọc hay nước đun sôi để nguội trong một ngày, kể cả ở người khỏe mạnh cũng đã rất nguy hiểm. Uống quá nhiều nước có thể gây nguy hại cho cơ thể như phù thủng, phù phổi, và loãng máu, hạ nát chi máu, phù não, hôn mê, co giật và tử vong. Đặc biệt, nguy hiểm hơn những người được sử dụng một lượng lớn nước kiềm trên một ngày. Đối với trường hợp bệnh nhân ở Sóc Sơn, nước uống xét nghiệm có độ pH 7,5, mỗi ngày uống từ 5 đến 6 lít nước. Việc uống quá nhiều nước cũng làm cho độ pH của dịch dạ dày bị giảm do pha loãng. Khi có thay đổi về pH của máu, cơ thể sẽ bị rối loạn và nhiều bệnh tật phát sinh theo. Mặt khác, uống nhiều nước kiềm, pH cơ thể bị tăng lên, rối loạn cảm giác hôn mê, kali máu bị hạ dẫn tới có thể bị loạn nhịp tim, liệt, hoạt động của nhiều enzyme bị giảm thậm chí tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo việc thực hiện theo những phác đồ điều trị lời tuyên truyền thiếu cơ sở khoa học là rất nguy hiểm, thậm chí dễ mất mạng nếu nghi ngờ có bệnh mọi người cần đến thăm khám ở các cơ sở y tế có đăng ký bên cạnh đó khi ăn uống thì cần đảm bảo đa dạng về thể loại số lượng thể tích phù hợp theo nhu cầu và tình trạng của sức khỏe đặc biệt không tùy tiện uống quá nhiều bất kỳ một loại nước nào đó để tránh gây nguy hiểm cho cơ thể Cơ quan chức năng cũng nên tăng cường thông tin, cảnh báo, thậm chí điều tra xử lý nghiêm theo pháp luật nếu cần, để tránh đằng sau sự việc có hiện tượng làm ăn phi pháp gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân. Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh thêm điều này. Vậy uống nước kiềm liệu có giúp phòng chống ung thư như lời đồn hay không? Nhiều người cho rằng nước yêu kiềm có nhiều công dụng diệu kỳ, phòng chống bệnh, trong đó có ung thư. Vậy thực hư công dụng của nước ion kiềm đối với bệnh ung thư là như thế nào? Dưới đây là những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Đức, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Đức, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện Ung bướu, thành phố Hồ Chí Minh thì cơ thể chúng ta luôn ổn định lượng ion trong một giới hạn nhất định. Cơ bản nhất gồm có bốn loại: natri, kali, clo, HCO3 và cơ thể của chúng ta luôn ở trạng thái thăng bằng kiềm toan, thể hiện pH trong khoảng từ 7,35 đến 7,45. Giải thích về thắc mắc của nhiều người bệnh ung thư cho rằng uống nước yêu kiềm giúp kiềm hóa được khối u hay không. Theo bác sĩ Đức, việc bổ sung chất khoáng cho cơ thể thông qua việc uống hoặc là thuốc viên có các khoáng chất đã phổ biến từ ngày xưa. Đối với bệnh nhân ung thư thì cần hiểu rõ là môi trường khối u bị nhiễm toan axit tức là thiếu oxy, chuyển hóa đường, vượt định mức, chuyển hóa lactit. Điều này làm cho các tế bào ung thư phải luôn sống trong một môi trường vô cùng chật trội, mật độ cao axit hóa nên chúng trở nên rất dữ và trở thành những quái vật ngậm axit. Môi trường này độc hại đến mức làm cho các tế bào miễn dịch rất khó tiếp cận và tấn công tế bào ung thư. Hoạt động kháng thể, bổ thể gần như tê liệt, nhưng môi trường toàn thân vẫn ở trong trạng thái thăng bằng kiềm toan. Nếu cơ thể mà nhiễm toan hay là nhiễm kiềm là sẽ rơi vào tình trạng cấp cứu việc uống nước ion kiềm phòng ung thư thì không thể bằng việc sống khoa học, không rượu bia, không quan hệ tình dục không an toàn, tiêm phòng HPV, HPV đầy đủ, ăn uống những thực phẩm có nguồn gốc. Một giải pháp điều trị hiệu quả về hóa trị, chúng đích, giải dạ trị, miễn dịch là phải làm cho tế bào ung thư bị tiêu diệt và môi trường nội u giảm axit và không bị thiếu oxy, từ đó một số khái niệm là nước uống ion kiềm cũng hy vọng làm được điều này. Bác sĩ Đức đã giải thích về quan điểm trên, sau khi chúng ta uống nước có thể có pH kiềm thì vào dạ dày đã phải bị trung hòa vì môi trường dạ dày là môi trường axit. Sau đó đến ruột là một bước cân bằng tiếp theo trước khi được hấp thụ vào máu. Sau khi vào máu thì pH phải luôn ở mức ổn định, với hy vọng nhờ uống nước kiềm giúp kiềm hóa được toàn thân kháng lại quá trình oxy hóa khử và kiềm hóa được môi trường khối u là một điều không hề dễ dàng, bác sĩ Đức đã cho biết thêm. Bởi vì một nguyên tắc rất đơn giản, tế bào ung thư tự tạo ra môi trường axit hóa quanh chúng là chúng đang tự bảo vệ chính mình và cơ thể chúng ta phải nhờ vào các tế bào miễn dịch mới có thể chiến đấu chống lại tình trạng này và có một câu hỏi được đặt ra rằng liệu có phải người nhật sống thọ do uống nước yêu kiềm hay không nhiều người vẫn cho rằng người nhật uống nước yêu kiềm nên sống thọ hơn ở các khu vực khác chia sẻ về vấn đề này bác sĩ đức cho rằng người nhật bản lâu nay sống rất thọ vì họ giáo dục về sức khỏe hành vi của họ rất kỹ lưỡng cẩn thận tỉ mỉ và chú đáo môi trường không khí và cả nguồn nước ở nhật bản rất sạch sẽ thuộc vào hàng tốt nhất thế giới để phòng ung thư thì cần ăn uống những thực phẩm có nguồn gốc. Những thực phẩm nông sản của người Nhật Bản thì chất lượng rất cao, giá trị dinh dưỡng rất tốt. Đây mới thực sự là bí quyết sống khỏe của người Nhật Bản. Chứ toàn bộ người dân Nhật Bản không uống nước ion kiềm để sống thọ và cũng không khuyến cáo người dân dùng nước ion kiềm trong phòng tránh hay là điều trị bệnh ung thư. Vì vậy, việc uống nước ion kiềm nhằm để đề phòng ung thư hoặc là chữa bệnh ung thư thì không thể bằng việc sống khoa học như đã nói ở trên để phòng ung thư thì bác sĩ Đức khuyến cáo chúng ta cố gắng tự cải tạo môi trường sống xung quanh trong xanh thoải mái, không tiêu cực, không căng thẳng. Trồng một loại cây xanh, loại cây trồng được trong nhà, trang bị máy hút khói trong nhà bếp, chọn thêm máy lọc không khí trong phòng ngủ, giữ thêm một thói quen tốt như là ăn sô-cô-la đắng, mật ong, trà xanh, ăn nhiều rau xanh, trái cây có vitamin C, trái lựu, phơi nắng đủ, ngồi thiền bởi sự thay đổi tích cực sẽ giúp cho chúng ta ngày càng trẻ khỏe, đẹp, không bị oxy hóa và giảm nguy cơ ung thư xuống mức thấp. Cũng theo bác sĩ Đức thì việc uống nước ion kiềm cũng là một thói quen tốt vì chất lượng nước lọc qua máy sẽ tốt hơn nước thông thường. Tuy nhiên, để được tính là phòng tránh hoặc điều trị ung thư thì cần thận trọng. Tử vong sau khi từ chối điều trị mà tự uống nước để chữa bệnh Đầu tháng 6 năm 2024, bác sĩ Hà Hải Nam, phó trưởng khoa ngoại 1, bệnh viện ca cho biết có trường hợp bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn muộn, không thể phẫu thuật do khối u lan rộng. Bác sĩ tư vấn dùng hóa chất để nâng cao thể trạng, kéo dài sự sống. Tuy nhiên, người bệnh từ chối điều trị xin về nhà uống nước kiềm để tăng sức đề kháng, giảm cân, ổn định huyết áp thải độc thu nhỏ khối u trích theo đúng lời của người bệnh nói với bác sĩ và khi chia sẻ với bác sĩ người bệnh cho biết chỉ uống nước không ăn để bỏ đói tế bào ung thư đây là lựa chọn là đức tin của bệnh nhân rất khó để thuyết phục, bác sĩ chia sẻ thêm, sau 3 tuần thì bệnh nhân suy kiệt nhập viện cấp cứu xong không qua khỏi. Theo bác sĩ nước kiềm hay nước có tính kiềm được xác định dựa trên độ pH của nước, độ pH lớn hơn 7 thì dung dịch có tính kiềm, đây chỉ là nước điện giải có thể bổ sung đề kháng cho con người không thể thay thế thuốc chữa bệnh, bác sĩ Nam đã giải thích thêm. Nhiều người tin rằng nước kiềm có thể giúp trung hòa axit dư thừa trong cơ thể hoặc là ăn các thực phẩm dầu kiềm như các loại hạt, rau củ, quả, rong biển, trái cây giúp kiềm hóa máu và ngăn chặn khối u. Song chưa có nghiên cứu nào khẳng định chỉ uống nước kiềm có thể trị bệnh dạ dày và ung thư. Y khoa chưa ghi nhận trường hợp nào khỏi ung thư chỉ nhờ thuốc nam, thuốc gia truyền. Người bệnh nhịn ăn càng khiến cho hệ miễn dịch suy giảm, nhanh suy kiệt và tử vong hơn theo các bác sĩ như vậy. Bệnh nhân bị ung thư dạ dày thường tiến triển âm thầm, triệu chứng mơ hồ, không điển hình nên dễ nhầm lẫn với các bệnh lành tính khác. Tại Việt Nam thì hơn 90% người bệnh ung thư dạ dày đến viện trong giai đoạn muộn, khiến cho việc điều trị khó khăn, tỷ lệ khỏi và sống trên 5 năm sau phẫu thuật rất thấp. Bác sĩ cũng khuyên người bệnh nên sáng suốt có trách nhiệm với sức khỏe của mình. Gia đình cần bình tĩnh trao đổi với các bác sĩ để người thân được điều trị tốt nhất bệnh nhân được chăm sóc hỗ trợ ngay từ lúc khám bệnh để giảm nhẹ về tâm lý và áp lực bệnh tật không nên bỏ điều trị